mọi người ơi. Mình đang ở Idaho, ở Boise. We are still in Boise? No, on the west side. Mình mới vừa ra khỏi Boise, Idaho. Mà hôm nay bão quá trời bão luôn mọi người ơi. Coi nè, thấy ghê chưa? Hồi nãy cây gió mà bao bọc mà cái mấy miếng bạc đó, nó bao mà nó trùm hết luôn vậy đó. Thấy dễ sợ không? 45 knot là khoảng bao nhiêu Thiện? 80 km an hour. 80 cây trên một giờ. Ghê chưa? Ghê chưa? Này mà ra ngoài ít xong cái về khám phổi luôn. Bởi giờ cái này mà ra nhưng mà đi xe máy thôi. Nhưng mà ở khu này công nhận đất bụi quá ha. 74. Bây giờ là nhiệt độ là 74 độ F, tầm 25 độ C. Trong cho đợt mưa à. Thấy ghê không? Cát mà nó bay lên xe mà nghe rạo rạo luôn vậy đó. Dễ sợ chưa? Ở khu này người ta trồng cỏ nhiều ghê đó chứ. Hi mọi người, bây giờ mình đang ở chỗ này là cái viewpoint ở tiểu bang Oregon nè. Đó, ngay đường cái đường highway John Day hả? Vẫn còn cái đường highway John Day hả Thiện? Con không biết nữa mẹ. Đó, cái chỗ này là để người ta dừng lại để cho người ta nhìn hết cái khung cảnh ở đây nè. Đó, khung cảnh, toàn khung cảnh ở cái ở ngoài kia, bên kia cũng có thung lũng kìa đó. Đó. Trời thì rất là nắng. Bây giờ mình tới đây là khoảng 5 giờ Oregon là khoảng 7 giờ Texas. Đó, cái này là cái giống như là cái wagon, cái này là cái wagon là cái đường mòn mà mình đi John Wayne, đó là cái đường nối với lại cái đường trail Oregon á. Là cái đường mòn đó là 200 năm trước người ta kéo những cái xe ngựa như thế này nè, họ di cư từ phía đông mà họ di cư về phía tây á. Đó, cái này bây giờ là giống như cái bảo tàng lịch sử vậy đó. Cái này cái wagon á. Nhưng mọi người coi phim Cao Bồi là biết cái này liền. Đó, họ kéo đi, họ di cư, họ làm cái đường mòn cao vậy, dài từ bên đông qua tới bên này. Ở đây cũng có người lại xem nè. Đây là cái bảng đấy. Cái núi này đẹp quá nè. Hi mọi người, bây giờ mình đang ở tiểu bang Oregon mọi người. Thì là hôm qua nay thì mình ở tại cái motel này. Hôm qua mình tới đây là khoảng 6 giờ 4 giờ Oregon. 5 giờ Oregon là 7 giờ của Texas á. Thì mình qua đây mình ở trong cái motel này. Nói chung là cái motel này chỉ cũng nhỏ thôi, 135 đô 138 đô một đêm cho 3 người, một phòng đôi. Nói chung là không có bự lắm, rộng lắm, nhưng mà thôi cũng được. Mình đi về là được rồi. Ui da. Honey, can you hold it for me? Hold on a second. Đó, bây giờ thì hành trình của mình là bắt đầu đi tiếp tục đi qua Oregon, cái college đó, cái chỗ gì đó, cái trường, chỗ trường Thiện học đó, quên mất tiêu rồi, nó nói mà quên, tự nhiên tên tiếng Anh mà quên mất rồi. Bây giờ là còn 5 tiếng 6 tiếng nữa mình mới tới đó. Thì đêm nay thì cũng ở lại khách sạn ở Oregon, và sau đó thì Thiện sẽ mua vô trong cái ký túc xá, và tụi mình sẽ tiếp tục đi về hướng Seattle. Trời bây giờ rất là lạnh mọi người, ở ngoài rất là lạnh nha. Bây giờ chắc tầm khoảng 10 độ á, 51 độ F thì chắc khoảng 10 độ C. Trời bác mưa lâm râm, rất là lạnh đó, nên là chắc cũng đi từ từ chứ không có dám đi nhanh, nên là khoảng 6 tiếng tới ngay chỗ Thiện là Oregon á, ngay trung tâm Oregon đó. Thì bây giờ bắt đầu hành trình đi, sáng dậy sớm khoảng 6 giờ đó, chuẩn bị cơm nước cà phê ăn sáng rồi xong xuôi. Đồ ăn thì mình đem mang, mình mua mình mang đem theo, với một ít thì mình nấu ở nhà Jennifer, nhà bạn mình ngày hôm qua đó, mình nấu mình đem theo. Thôi đi, ông còn đứng trên đó nữa đó. Mình sẽ quay sơ cái khách sạn này cho mọi người xem nha. Cái này là cái motel. Mình sẽ quay sơ cái motel cho mọi người xem. Ở đây thì cũng full phòng hết mọi người. Đó, tại cái thao này là cũng nhỏ chứ không có lớn. Cái thao này là ngay chỗ đường John Day đó, vừa qua tới cái khúc mà núi đó là tới cái thao này. Cái thao này cũng nhỏ. Ở đằng kia có cái nhà thờ nữa kìa. Đó, đằng đó nhà thờ. Thì khu này có vài cái khách sạn, vài cái motel, nhưng mà nó đều kín phòng hết. Tại hôm nay là cũng là dịp cuối tuần nên là kín phòng. Cảnh ở đây trời mưa lâm râm, buồn muốn chết luôn vậy đó. Nó nhìn thấy buồn quá ha. Hello. Hello. Good. You can return the key in that box.